ví của anh kia không? Muốn chia tiền thì nói hẳn ra. Mày đặt trong ví thì rõ là xịn. Mấy cái đồng bạc lẻ. Các cô có thấy một cái ví màu đen tôi vừa làm rơi ở đây không? May quá. Cảm ơn cô nhá. Ơ, tiền và chứng minh thư của tôi đâu? Này, có phải cô đã lấy tiền và chứng minh thư của tôi không? Giữa ban ngày ban mặt anh động chân động tay cái gì đấy? Anh có tin là tôi báo công an không? Có giỏi thì cô lên công an với tôi để xem cô còn cãi được không? Đi thì đi, còn hai cô này nữa. Lúc tôi rơi ví cũng có hai cô đứng ở đây. Chắc chắn là hai người này đã lấy tiền chứ không phải là tôi. Chỉ là mất cái chứng minh thư thôi mà. Không có chứng minh thư thì mình còn bằng lái xe, còn là các giấy tờ khác. Việc gì phải đứng đây đôi co mất thời gian từ bé đến giờ thế? Anh có thể lên đồn công an một mình được mà. Mà đây có camera này, nếu anh cần thì anh có thể kiểm tra lại. Anh cố tình đi qua đây để làm rơi ví, xem phản ứng của người đi đường như thế nào đúng không? Còn cô ấy đi theo anh ta không một chút do dự, còn cố tình nói mấy cái câu mưu kích để chúng tôi đi theo hai người. Chắc chắn hai người là đồng bọn với nhau. Tôi phải báo công an. Chạy mà. Cô ấy, từ bây giờ đi ra ngoài đường một mình thì không được nghe theo người lạ, dù bất kỳ lý do gì. Phải suy nghĩ thật bình tĩnh và sáng suốt nhé. Mẹ ơi, mẹ có làm sao không mẹ? Chị ơi, chị giúp em với. À, có chuyện gì thế? Mẹ ơi, mẹ em bị ngất chị ạ. Chị giúp em đưa mẹ vào bệnh viện với. Thế mẹ ơi, có cái bệnh viện nào không hả em? Dạ có, ở ngay trước mắt có chị ạ. Thế em đỡ mẹ lên xe chị đi rồi chị chở đi nhá. Chị giúp em đỡ mẹ với, một mình em không đỡ được. Quanh đây làm gì có bệnh viện nào? Ngay trước mặt lại là đường cụt không có người qua lại. Tại sao cô ta không chặn xe người đàn ông đi trước để nhờ cứu mà lại nhờ mình? Người phụ nữ này có dáng người cao lớn, phải khoảng 1m8, chân tay thô kệch, nhìn kỹ có thể thấy lông chân mọc khá rộng. Kích thước chân cũng phải cỡ 42-43. Đây chắc chắn không thể là hình thể của một người phụ nữ được. Chị ơi, dậy đi, nó đi rồi. Hả? Rồi ạ, mày làm ăn kiểu gì đấy? Mãi vừa được con gà, bất công con nằm nãy giờ. Chị ơi, nước ngọt chúng thử miễn phí đấy ạ. Cho chị một cốc. Chị ơi, nước ngọt thử miễn phí chị uống không ạ? Chị không cần đâu, cảm ơn em nhé. Ok cô có bị làm sao không? Tự dưng tôi thấy chóng mặt quá. Để tôi đưa cô đi bệnh viện nhé. À thôi, tôi không sao đâu, cô đưa tôi về nhà đi, nhà tôi ở ngay bên kia kìa. Cô diễn giỏi lắm nhưng không qua mặt được tôi đâu. Sao cô lại nói như thế? Tôi không hiểu. Tôi hỏi cô, nếu như cốc nước này có vấn đề thì không thể nào phát tác sau khi cô vừa mới uống được. Điều thứ hai, khi tôi nói tôi đưa cô đi bệnh viện thì cô lại tỏ thái độ bảo tôi dẫn cô về nhà. Ngõ mà cô chỉ tôi đi vào, ở trong đó không hề có nhà cửa, trong đó chỉ có đúng một bãi phế liệu. Và lúc đấy tôi có nhìn thấy hai người nhấm nháy với nhau, có người phục kích tôi trong đó đúng không? Chắc chắn hai người là đồng bọn đúng không? Run. Cô giúp cháu ơi, cháu con kia cứ đi theo cháu ý. Nào cái con bé này hư như thế nhá, lần sau đừng mà đòi mua đồ chơi đấy. Cô bỏ cháu ra, cháu không quen cô, bỏ cháu ra. Im, tôi xin lỗi cô nhá, con bé nó hư quá, tôi không nói với nó. Đây là con của cô à? Ừ, đúng rồi. Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ bỏ con ra để con xin lỗi cô ý đi. Thôi được rồi, con ngoan lắm. Con xin lỗi cô à. Điện thoại của tôi vỡ rồi đây này, con vừa mới mua xong chứ. Cô để cho tôi đi. Con bé này, cô là mẹ của nó thì cô phải để điện thoại cho tôi chứ. Để đấy không biết. Con đi đâu đấy? Mẹ thì con nãy giờ đấy. Suýt nữa thì con đã bị bắt cóc rồi đấy mẹ ạ. May mà nhờ bố cô kia, cho nên là con mới thoát được đấy mẹ ạ. Chạy đâu con? Ôi, đây là con của chị ạ. Bé tên là gì ấy chị? Cháu ở nhà tên là Mật cô ạ. Bé được mấy tháng rồi ạ? Cháu được 5 tháng. Em cũng thích trẻ con lắm, nhưng mà mấy lần em mang bầu đều không giữ được. Hay là chị cho em bế bé một chút được không? Thôi được rồi. Trời cũng tối rồi, con cho tôi xin lại cháu, tôi bế cháu về nhá. Cô nói cái gì đấy? Đây là con của tôi mà. Con của tôi mà, bé con đâu rồi? Bắt cóc trẻ con, cứu tao với. Đổ ra. Cô làm gì đấy hả? Đi đi. Khoan đã, cô trả lại đứa bé cho người ta đi đã. Đây là con của tôi, nó tên là Mận, được 5 tháng tuổi rồi. Cô tránh ra cho tôi còn về. Cô đứng im. Nhìn cách hai người giành nhau đứa bé, tôi đã biết ai mới chính là người mẹ thật. Cô nhìn đi, trên tay cô ta còn cầm túi bỉm sữa, mà người đàn ông này chính là đồng bọn của cô. Ban nãy tôi nhìn thấy anh ta lấp ló thập thò ngoài kia quan sát, sau đó còn giúp đỡ nhằm mục đích là ngăn cản người mẹ lại để cho cô tẩu thoát. Vừa rồi cô tiếp cận người mẹ nhằm mục đích lấy thông tin của đứa bé. Âm mưu của các người đã bị cô vạch trần. Tôi đã vào công an, trả đứa bé lại đây. Dạ, hôm nay con làm tăng ca. Con vừa xong việc rồi, bây giờ con về đây ạ. Dạ vâng ạ. Nhà vệ sinh bên cạnh có dán giấy báo hỏng nhưng cô ta vẫn vào. Hướng mũi chân không đúng, chứng tỏ không phải đi vệ sinh. Quan trọng nhất là dưới nền nhà có điện thoại chĩa camera về phía mình.
diện đẹp thế. Tao mới quen được một anh ngon nghẻ cực. Ông này suốt ngày đi ăn uống sang chảnh thôi, lại còn vừa đi du học Pháp về nữa đấy. Nhưng mà ảo lắm. Thế thì bà đi cùng tôi xem thế nào nhá. Ok. Bia này nhập khẩu ở bên Pháp, bia ngon với người đẹp, đúng là hết ý. Dạo này anh có mấy đứa bạn du học mới về, chúng nó rủ anh đi ăn chơi, up ảnh tụ tập suốt. Hay là bây giờ anh gọi họ đến luôn đi. Bọn họ đang bận tiệc tùng rồi, làm sao mà qua được ấy. Bây giờ bọn họ mà qua ấy thì anh chắc là toang. Em nói thế là có ý gì đấy? Lúc nãy anh nói cái bia này là anh nhập về bên Pháp đúng không? Bia này là của Đức mà. Anh nói phải thường xuyên chở bạn đi chơi. Thì giày của anh phải có nhiều nếp gấp chứ. Sao lại phẳng lì như thế? Ngồi ăn cùng với mấy cái tên lừa đảo như thế này ấy, vô vị lắm. Cô mới là lừa đảo nhá. Anh và bạn anh dồn tiền để mà thuê xe, thuê biệt thự, giả làm đại gia để đi lừa tình lừa tiền những cô gái trẻ ngây thơ mà thôi. Đồ khốn nạn. Hiện nay có rất nhiều thành phần lừa đảo qua mạng, áp ảnh sống ảo sang chảnh giả làm đại gia để lừa tình lừa tiền những cô gái trẻ ngây thơ. Chị em hãy cảnh giác để không trở thành con mồi béo bở của bọn chúng. Cậu cũng xuống đây lấy đồ à? Anh ơi cho em lấy đồ ship đi ạ. Gần đây đồ của chị đều được đồng nghiệp lấy hết. Ui đẹp thế. Đúng là người đẹp mà cái gì cũng đẹp ý. Có phải cô lấy đồ của tôi không? Đây là bộ váy tôi mua mà. Trên người toàn mặc những đồ gì mà đòi so với đồ của tôi à? Đây là lịch sử mua hàng của tôi. Đồ của tôi đều là hàng hiệu mua từ nước ngoài cả đấy. Có phải là cô thấy Trang mặc đẹp quá nên cũng đú đuổi được theo đúng không? Cùng một bộ đồ mà một người thì mặc rõ là đẹp, một người thì trông rõ là phẹt. Trả lại đồ cho tôi, trả đi. Anh Lê Tân cũng nói đồ của tôi đều do cô nhận mà. Cô đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi còn đang nghi ngờ khách hàng của tôi bị cô cướp mất đều là do cô giở trò đấy. Rõ ràng là lấy đồ của tôi, còn quay ra đổ ngược cho tôi nữa. Cô thôi đi, đã cướp khách hàng người khác rồi còn giở trò. Tôi sẽ bảo anh trai tôi để việc cô. Trên em có Rona không? Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính anh ta là tên biến thái. Biến thái này. Dám dùng trò này để quay trộm con gái nhà người ta à? Em cảm ơn chị. Nhờ có chị mà em mới xóa được clip ở trong điện thoại của tên biến thái đấy. Công lớn nhất là của bạn trai em mà. Phụ nữ có quyền mặc những gì mình thích. Đấy không phải cái cớ cho hành vi quấy rối. Nhưng nếu gặp trường hợp đó xảy ra, phải nhờ người khác giúp đỡ hoặc nhờ sự can thiệp của pháp luật nhé. Đẹp không vợ? Đẹp là sang. Đúng 2 triệu một bộ khác. 2 triệu? Ừ. Bộ này đẹp và sang, nhưng không thể nào có giá 2 triệu được. Quần sóc nam này chất liệu là kaki cotton premium co giãn, còn áo thun 95% CVC cotton cao cấp, 5% spandex, chất liệu thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. Giá bộ đồ này đang niêm yết là 700.000. Như hiện trên gian hàng Shopee của 5S đang có chương trình siêu sale chào hè 4 tháng 4 giảm đồng loạt tới 60%, nên giá bộ đồ này chỉ có thể là khoảng 300k. Đây là cái kết